bồ hông mây lơ lững núi, đất và trời kề tựa đối nhau, ván hy nghi hùng vĩ lạ thường, giữa thiên địa thần hoàn bốn biển, ai đến đi, ai đi đến hết tan phiền muộn, còn yếu phiền xin gửi lại đây, về biển kinh gấp rút tu hành, bao nhiêu hóa nạn tay tiêu hết, khi thoát chốn mê đồ nhân thế, tâm nhẹ nhàng thân cũng nhẹ theo. Tác giả Võ Anh Khương, Bình Khánh, mùng 6 tháng 3 năm 2022. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Em quay cả em lại nhé. Quay cái chữ ngồi thiền, ngồi thiền lại lại. Cứ gì cứ gì cứ tự nhiên đi. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ý là mình cái này là mình cũng xin năng lượng của cha của mẹ trời Phật thánh tiên rồi. Thôi. Rồi, được rồi. À, đây là thần dược của thần dược cái gì không biết nữa. Điện hai sư cô núi Cấm. Bên cạnh điện Bồ Hông thì chúc quý vị nếu có dịp thì khai thông mạch huyết rồi thần kinh tọa. Nói chung là những bệnh về khớp, về nói chung trừ những bệnh nan y thôi. Vâng, trừ những bệnh nan y thì có thể là thần dược đây giúp. Thần dược cái gì? Rồi chúc quý vị thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe hạnh phúc bình an. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.